Hello, xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Zeno đây, và tập này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách build căn nhà 3 tầng siêu hiện đại đó. Mình đây là căn nhà 3 tầng của mình nè, có tầng 1, tầng 2, tầng 3 rõ ràng. Nó nhìn khá là nó khá là dị luôn các bạn, có xích đu này kia luôn. Thì căn nhà này mình build khá đơn giản thôi. Chỉ có kính với lại thạch anh, đó, hai khối gì nhất, với một cái cầu thang nữa. Còn trang trí bên trong thì các bạn sẽ trang trí tùy theo các bạn. Còn các bạn nào muốn tham khảo cái trang trí của mình đó thì các bạn tua đến cuối video á. Cuối video mình sẽ để cái cách trang trí và tham quan toàn bộ căn nhà này ha. Ok, thì trước khi vào video các bạn nhớ bấm like và bấm đăng ký để ủng hộ mình ha. Ok, let's go. Ok, cái bước đầu tiên mà các bạn cần làm đó chính là các bạn dùng bê tông trắng. Đặt ra cho mình là 14 lốc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, chúng ta được một cái lốc dài là 14 lốc. Sau đó các bạn đặt cầu thang thạch anh úp xuống. Rồi đặt cái này ngửa lên. Rồi ok, sau đó các bạn đặt lên trên 3 lốc, 1, 2, 3. Đó, mình làm cầu thang vậy. Ok, bên đây cũng vậy. Rồi đặt lên 3 lốc. Rồi sau đó các bạn sẽ đặt cầu thang như vậy. Rồi đặt úp cầu thang xuống. Đó, ở bên đây các bạn cũng làm y chang vậy luôn. Rồi sau đó các bạn sẽ nối hai cái lại. Đó, chúng ta sẽ được như vậy. Sau đó rồi các bạn sẽ đặt ra 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 block. Rồi các bạn sẽ đặt 6 cái giống y chang vậy luôn. Giống y chang nguyên khung này. Đặt dài ra. Đó, nó giống cái ống vậy. Ok, đây nè, các bạn sẽ đặt như vậy. Đó, rồi cũng sẽ làm như vậy luôn. Ok, thì khúc này mình sẽ tua nhanh nha. Ok, tiếp theo ở trên là các bạn sẽ đi ra đây. Đi ra đây các bạn đặt ở đây nè. Đó, ra cho mình là 4 lốc, 1, 2, 3, 4. Đó, 4 lốc nè. Ở đằng sau. Đặt đây, ra 3 lốc, 1, 2, 3. Đó, 4 lốc, bên đây 3 lốc. Rồi sau đó mình dùng bê tông trắng đặt từ đây. Đặt dài qua tới đây. Đó, mình sẽ đặt như vậy, rồi mình đặt cái dưới đi. Ok, mình làm y chang ở dưới, mình đặt úp cầu thang xuống. Đây thì đặt ngửa lên, úp xuống. Rồi đặt cao lên 3 lốc, 1, 2, 3. Rồi tiếp tục như bên kia, úp xuống. Rồi mình sẽ nối qua. Rồi sau đó mình sẽ đặt ở đây là sẽ đặt ra là 6 lốc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi sau đó mình làm một cái giống vậy nữa nè các bạn. Mình đặt dài hết ra luôn. Nó đặt 6 cái giống vậy nữa. Ok. Ok, xong tầng 2 rồi các bạn ơi. Tiếp theo là còn một tầng cuối cùng là tầng 3. Tầng 3 thì mình sẽ làm sao cho nó bằng với bên dưới luôn. Để mình coi. Ok. Ở đây thì các bạn sẽ đếm vô 1, 2, 3, 4, 5. Đếm lên 1, 2. Rồi, ở đây các bạn đặt một lốc. Đó, nó sẽ bằng với bên dưới. Này. Rồi, sau đó các bạn đặt ra 14 lốc nha. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đó, các bạn sẽ thấy nó bằng ở bên dưới nè. Rồi, ok. Sau đó mình sẽ làm tiếp. Nói chung là ba cái nó y chang nhau vậy. Đó, đặt ba cầu thang như vậy nè. Rồi, sau đó đặt lên ba lốc. Rồi đặt cái cầu thang giống vậy nữa. Ok, sau đó mình sẽ đặt ra 6 lốc. Ok, 6 lốc nè.
Rồi, ok bây giờ mình sẽ lắp giống vậy luôn nha. Cái sau đó thì mình sẽ dùng đây mình được ba cái này nè. Mình sẽ dùng tiếp là cái kính. Mình sẽ lắp kính vô. Đó thì mình sẽ lắp cho nó kín hết lại mấy cái chỗ mà còn trống nè. Nói chung là mình sẽ lắp lại giống vậy nè. Lắp hết lại luôn. Đó, sau khi mà mình lắp xong hết cái phần này mình sẽ qua đây. Đó, qua đây các bạn lắp xong rồi các bạn lên đây, ở đây, lắp ở đây. Và ở trên đây các bạn sẽ lắp ở đây. Đây nói chung là lắp hết lại những cái chỗ nào mà nó còn trống á. Các bạn dùng kính màu nào cũng được ha. Mình dùng thủy tinh bình thường thôi. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp nó lại. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô trang trí ở bên trong nhà nha. Vừa lắp kính xong hết rồi. Đó. Đây. Rồi bây giờ
Ok, mình đã vừa hoàn thành xong cái phần trang trí căn nhà rồi các bạn. Thì ok, mình sẽ cho các bạn đi tham quan cái căn nhà một xíu. Thì ở ngoài là nó có hai cái xích đu. Này hai cái xích đu đó các bạn. Đó. Đây hai cái xích đu. Còn đây là tầng 2, mình sẽ đi xuống dưới tham quan từ từ ha. Đây là cái tầng đầu tiên nè. Mình đặt cái cửa. Đó, để mình đi vô. Đây mình trồng lúa mì với lại củ dền. Đó, đây là hai cái đèn. Đây là một cái cầu thang mà mình có để che nè, đây là cái đường đi vô các bạn. Đó, mình đi lên. Đó, thì ở đây mình có để một cái bàn chế tạo cung với cái gì đó, cái lò luyện kim. Là cái thùng. Đó. Đây là cái chỗ mà bàn phù phép đó các bạn. Mình để thêm đống lá lên, đây là cái chỗ đi ra nè. Này cái cửa đi ra cái chỗ xích đu mình ngồi mình chơi đồ. Nó mình ngắm nhà rồi. Đó, khá là nhiều căn nhà gần đây hàng xóm của mình. Ok. Đó, mình đi lên. Đó, đây là cầu thang. Cầu thang mình vẫn sẽ đặt che ở dưới. Đó. Rồi mình sẽ đi lên cầu thang nè. Đó, đây là cái chỗ cái bàn chế tạo rồi thôi. Các bạn muốn đặt gì cũng được, bàn trang trí theo ý của các bạn ha. Đây là cái chỗ ngủ của mình. Nó có mấy cái cây xanh, là cái giường. Mình sẽ đặt hai cái đèn ngủ cho nó sáng với lại một cái này gọi là giáp, cái chỗ mà để giáp các bạn. Mình để giáp vàng, giáp kim cương cũng được, mình để giáp sắt thôi. Nghèo mình đâu có tiền đâu. Đó, thì đó là toàn bộ căn nhà của mình sẽ đi một vòng cho các bạn coi nè. Này. Đây toàn bộ căn nhà của mình ha. Nhìn khá là thoáng luôn các bạn. Gì cũng bằng kính hết. Mày đứng ngoài là nhìn vô được hết trong nhà luôn mà. Đó. Tầng ngủ rồi tầng làm việc rồi một cái tầng để trồng cây cối này kia đầy đủ hết. Ok, thì mình kết thúc clip tại đây và nếu các bạn thấy clip này hay là cho mình một like, share và subscribe. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ cho mình nha các bạn. Ok. Thì hiện tại mình chuẩn bị ra khá là nhiều video luôn á nên là các bạn nhớ bấm đăng ký, bấm vào cái chuông để mà nhận được thông báo mỗi khi mình ra video ha. Ok, tạm biệt các bạn. Bye bye.